Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu vừa tổ chức đoàn đến trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho những người bán vé số dạo trên địa bàn phường 3 bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết tỉnh Bạc Liêu. Trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có tổng số 1.218 người bán vé số dạo, mỗi người được nhận tổng số tiền hỗ trợ 2 đợt là 1.500.000 đồng. Số tiền trên được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Bạc Liêu hỗ trợ. Để kịp thời hỗ trợ đợt 2 cho bà con bán vé số trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Bạc Liêu đã tổ chức cho cán bộ các phường xã đi phát tiền hỗ trợ đến tận tay người dân và đã hoàn thành công tác hỗ trợ đợt 2 vào cuối ngày 9 tháng 8. Toàn tỉnh Bạc Liêu có 3.455 người bán vé số dạo. Để kịp thời hỗ trợ cho họ vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách, Công ty Sổ số Kiến thiết Bạc Liêu đã phối hợp với các phường xã trên địa bàn tỉnh tổ chức hỗ trợ tiền kịp thời cho người dân, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của công ty đối với những người bán vé số, giúp họ vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tặng quà cho viên chức người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có 100 phần quà, gồm 10 ký gạo và một thùng mì gói được trao cho viên chức người lao động các đơn vị trực thuộc sở như Đoàn Cải lương Cao Văn Đầu, Trung tâm Văn hóa, Ban bảo vệ các di tích lịch sử. Các phần quà do nghệ sĩ Như Quỳnh thuộc nhà hát Cao Văn Lầu vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các đồng nghiệp và anh chị em trong cơ quan trực thuộc ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Qua đó, giúp họ ổn định đời sống, tiếp tục gắn bó với nghề và nỗ lực thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới.